Em chào quý cô chú anh chị khách hàng, em là Lê Tuấn Vũ, hiện tại đang phụ trách kinh doanh của đại lý Tota Hải Dương. Ngày hôm nay thì em xin làm video để hướng dẫn đến cô chú anh chị về cái hệ thống gói an toàn trên chiếc xe Tota Corolla Altis phiên bản 1.8V. Thì trên chiếc xe này được trang bị gói an toàn Tota Safety Sense. Ngay sau đây thì em sẽ review đến cho cô chú quý anh chị anh khách hàng nắm được tất cả những tính năng, những trang bị an toàn được trang bị trên mẫu xe Tota Corolla Altis này ạ. Corolla Altis thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì phiên bản 1.8G với mức giá niêm yết là 719 triệu, chưa được trang bị gói an toàn Tota Safety Sense. Còn đâu hai phiên bản còn lại là 1.8V và 1.8HV với mức giá niêm yết lần lượt là 765 triệu và 860 triệu. Là đều được trang bị gói Tota an toàn Safety Sense. Vâng, thì trước mắt cô chú anh chị quý hàng đây là mẫu xe Tota Corolla Altis phiên bản 1.8V màu đen với mức giá niêm yết là 765 triệu. Ngay sau đây em Vũ sẽ review đến cho cô chú anh chị quý khách hàng nắm được những tính năng an toàn được trang bị trên mẫu xe Tota Corolla Altis này ạ. Vâng. Và đầu tiên thì về phần đầu xe thì trên mẫu xe Tota Corolla Altis thì được trang bị hệ thống đèn full LED rồi ạ. Thì tính năng an toàn hỗ trợ cô chú anh chị lái xe là xe được trang bị hai cảm biến góc trước giúp cô chú anh chị lái xe đỗ xe an toàn hơn, tiện nghi hơn, cảnh báo cho cô chú anh chị khi sắp xảy ra va chạm. Logo của chiếc xe Tota Altis thì là logo thiết kế dạng 3D, thì ẩn chứa sau logo Tota là hệ thống radar của chiếc xe của cô chú anh chị ạ. Thì gói an toàn được trang bị trên chiếc xe Corolla Altis này thì là bao gồm hệ thống cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm. Vâng, thì ở logo này thì là nó là hệ thống radar, nó phát ra những cái bức sóng để phát hiện những cái phương tiện phía trước. Thì về phần hệ thống cảnh báo phương tiện, cảnh báo tiền va chạm ạ, thì nó sẽ cảnh báo phát ra những bức sóng đối với những xe di chuyển phía trước nó. Thì cô chú anh chị khi tham gia trên những cung đường mà không may buồn ngủ hoặc mất tập trung thì với chiếc xe Tota Corolla Altis này thì nó có hệ thống radar ở trước phần đầu xe và camera stereo được trang bị trên kính lái sẽ giúp cô chú anh chị phát hiện ra những cái phương tiện mà sắp xảy ra va chạm. Chiếc xe này sẽ điều khiển vào trong hệ thống ECU xử lý của chiếc xe. Thì khi cô chú anh chị buồn ngủ hoặc mất tập trung, không có hiện tượng chuyển làn đường, chiếc xe cảm nhận được không có hiện tượng chuyển làn đường hoặc là không có hiện tượng cô chú anh chị đạp phanh, thì trên chiếc xe Corolla Altis phiên bản 1.8V này được trang bị tính năng an toàn gói an toàn Tota Safety Sense, sẽ cảnh báo âm thanh. Đầu tiên là nó sẽ cảnh báo âm thanh vào trong xe cho cô chú anh chị tập trung hơn. Khi cô chú anh chị mà vẫn không nghe thấy tiếng âm thanh phát ra cảnh báo đấy thì để đánh lái hoặc là để phanh gấp chiếc xe lại thì chiếc xe này sẽ tự động can thiệp lực phanh cần thiết nhất định để đảm bảo được những khoảng cách an toàn cho xe phía trước. Thì chiếc xe của cô chú anh chị sẽ tự động phanh lại để giảm thiểu va chạm với xe phía trước. Thì về phần tính năng an toàn cảnh báo tiền va chạm phía trước thì sẽ cơ bản hoạt động được trên cái radar là nhiều hơn. Vâng, trên chiếc radar của chiếc xe Tota Altis này nó sẽ phát ra những bức sóng để nhận biết được xem có xe ở phía trước không, kết hợp cùng camera studio trên kính lái. Thì khi mà không có những cái tín hiệu, những cái xe ở phía trước rồi thì nó sẽ vẫn di chuyển một cách bình thường thôi ạ. Thì nó phần hệ thống cảnh báo tiền va chạm thì trên mẫu xe Tota Altis này thì được trang bị rất an toàn. Sắp xảy ra va chạm với xe phía trước thì chiếc xe của cô chú anh chị cũng sẽ tự động dừng lại thôi. Vâng. Thì về phần an toàn nữa thì em sẽ liệt kê là trên chiếc xe này được trang bị 4 phanh đĩa, thì kết hợp cùng những cái lực phanh hỗ trợ, lực phanh khẩn cấp này, cân bằng lực phanh này và hệ thống đèn báo phanh trên cao thì đều được trang bị tất cả những công nghệ về hệ thống phanh giúp cô chú anh chị lái xe nó sẽ an toàn hơn. Xe được trang bị là
bốn cảm biến lùi, hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc kết hợp cùng với camera lùi. Thì tổng thể của chiếc xe phân khúc sedan hạng B là Cora Atis này thì em đánh giá là rất là đẹp và hài hòa. Tay nắm cửa thì mạ chrome kết hợp với cả cái đường viền chân kính ở trên đây cho chiếc xe của cô chú anh chị rất là sang trọng và bắt mắt. Tiếp theo thì về phần hệ thống an toàn túi khí thì mẫu xe Toyota Atis này được trang bị là 7 túi khí an toàn. Về gói an toàn Toyota Safety Sense nữa thì là sẽ là bao gồm hệ thống là đèn pha thích ứng thông minh. Khi cô chú anh chị di chuyển ở tốc độ là trên 27 km/h, có xe ngược chiều phía trước thì khi cô chú kích hoạt hệ thống đèn pha tự động thích ứng thông minh thì khi có xe ngược chiều thì sẽ chiếc xe của cô chú anh chị sẽ tự động chiếu thấp, và khi chiếc xe của cô chú anh chị phát hiện ở trên camera trên kính lái này và không có xe ngược chiều thì chiếc xe của cô chú anh chị sẽ đưa hệ thống đèn lên chiếu xa để đảm bảo điều kiện ánh sáng tốt nhất cho cô chú anh chị khi di chuyển vào những buổi tối hoặc những hôm thời tiết nó tối không đảm bảo ánh sáng. Thì về phần hệ thống đèn của trên chiếc xe này rất là văn minh và hiện đại. Tiếp theo nữa thì xe được trang bị hệ thống là cảnh báo lệch làn đường và giữ làn đường. Vâng. Hệ thống camera trên kính lái sẽ làm nhiệm vụ là cảnh báo cho cô chú anh chị quý khách hàng về lệch làn đường. Thì khi xe của cô chú anh chị di chuyển với tốc độ trên 50 km/h, vâng, mà xe của cô chú anh chị đánh lệch làn đường với những đoạn đường có những cái vạch kẻ đường rõ nét thì ở tốc độ 50 km/h trở lên, điều kiện áp dụng là cô chú anh chị không bật xi nhan chuyển làn, thì chiếc xe của cô chú anh chị sẽ báo cảnh báo lệch làn đường vào trong xe giúp cô chú anh chị tập trung lái xe hơn. Khi mà chúng ta lơ đãng hoặc là mải bấm điện thoại thì chiếc xe Atis này được trang bị hệ thống cảnh báo lệch làn đường rồi. Kết hợp thêm là hệ thống giữ làn đường thì khi cô chú anh chị mở cái chế độ kiểm soát hành trình chủ động thì trên chiếc xe Cora Atis này của cô chú anh chị được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình chủ động và hệ thống giữ làn đường. Thì khi cô chú anh chị bật tính năng Cruise Control, kiểm soát hành trình chủ động đây, kiểm soát hành trình chủ động đây, thì khi cô chú anh chị cài đặt 120 km/h, em sẽ ví dụ giải thích cho cô chú anh chị thì là khi cô chú anh chị cài đặt chế độ 120 km/h, xe đang di chuyển trên đường cao tốc, gặp một xe phía trước chạy khoảng 50-60 thì chiếc xe của cô chú anh chị sẽ hệ thống ga tự động này sẽ không giống như những cái hệ thống ga tự động thông thường, nó sẽ phát hiện ra xe phía trước nhờ cái radar và camera stereo đặt trên kính lái, nó sẽ giảm tốc độ và bám theo giữ khoảng cách với xe phía trước. Thì khi không có xe di chuyển ở trong khu vực trước tầm kiểm soát của chiếc xe này thì chiếc xe sẽ tự động tăng tốc lên đúng 120 km/h, hoặc nếu xe phía trước dừng lại thì chiếc xe của cô chú anh chị cũng sẽ tự động dừng lại, bởi vì chiếc xe này được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC. Thì đối với quý khách hàng mà thường xuyên di chuyển trên đường cao tốc thì tính năng DRCC, kiểm soát hành trình chủ động này sẽ là rất là tiện lợi và nhàn. Thì cô chú anh chị khi bước vào đường cao tốc thì chỉ cài tốc độ, chỉ cần cài thao tác tốc độ theo quý cô chú anh chị mong muốn 100 hoặc 120 km/h tùy theo cung đường, và cô chú anh chị bật cái hệ thống cảnh báo tiếng va chạm, có thể cài đặt ở mức độ 3 mức độ để chiếc xe của cô chú anh chị giữ khoảng cách với xe phía trước, phát hiện ra mục tiêu ở tốc 3 mức độ là xa, gần và trung bình. Và cô chú anh chị bật hệ thống giữ làn đường lên thì chiếc xe của cô chú anh chị sẽ tự điều khiển hành trình theo mong muốn, và sẽ cô chú anh chị không phải thao tác nhiều như là hệ thống ga tự động thông thường, bởi vì trên chiếc xe này là được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC. Nó sẽ khác với ga tự động thông thường. Khi nếu mà cô chú anh chị cài đặt ga tự động thông thường như trên chiếc xe Toyota Vios thì sẽ phải đạp phanh khi chiếc xe của cô chú anh chị chuẩn bị xảy ra va chạm với xe phía trước thì sẽ phải đạp phanh. Còn đâu với chiếc xe Toyota Atis này thì cô chú anh chị không phải thao tác nhiều, nó sẽ tự động
giảm công suất động cơ, giảm ga và tự động phanh, một lực phanh nhẹ để kiểm soát được cái hành trình, bám theo xe phía trước, giữ khoảng cách an toàn. Khi phát hiện ra không có vật thể ở phía trước thì chiếc xe của cô chú anh chị sẽ tự động tăng tốc lên đúng tốc độ của cô chú anh chị đã cài đặt ban đầu. Vâng, thì vừa rồi thì là một số cái chia sẻ của em về những hệ thống Toyota Safety Sense được trang bị trên chiếc xe Toyota Altis. Thì cô chú anh chị đang có nhu cầu quan tâm đến mẫu xe này, cũng như là muốn nhận biết, cũng như muốn nhận những cái chương trình khuyến mại tốt nhất, thì có thể liên hệ với em Vũ qua số máy hotline 0343 834 834, hoặc đến trực tiếp showroom Toyota Hải Dương có địa chỉ tại số 1 đường Ngô Quyền, quận Cẩm Lệ, thành phố Hải Dương, để em có cơ hội được đón tiếp cũng như là tư vấn hỗ trợ cho cô chú quý anh chị khách hàng ạ. Thì về phần khuyến mại chương trình giá lăn bánh thì cô chú anh chị hãy gọi điện cho em hoặc để lại comment để em có cơ hội được tư vấn và cũng như là đón tiếp cô chú anh chị, tư vấn cho cô chú anh chị những chiếc xe, những phiên bản sao phù hợp nhất đối với từng khách hàng. Trước khi kết thúc video thì em gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị quý hàng đã theo dõi em trong thời gian vừa qua. Vâng, em xin kính chúc cô chú anh chị quý hàng có một sức khỏe dồi dào và luôn luôn lái xe an toàn. Em xin chào và hẹn gặp lại.